Motorcycles TV xin chào các bạn. Video clip lần trước là mình review về cái hệ thống điện của chiếc xe Vario 160 mà các bạn đang xem. Thì mình đang tua nhanh quá trình. Thì trong cái quá trình mà mình review cái dàn điện hệ thống FI trên xe này thì mình cũng muốn trải nghiệm mở ra để kiểm chứng cái bộ nồi của chiếc Vario 160. Vì có những anh em fan hâm mộ, bạn bè cũng nói với mình là cái xe Vario 160 cái độ bắt bố đề ba cũng như là cái nước hậu của chiếc Vario 160 nó không được tốt như là xe 150. Thì mình muốn kiểm chứng cái sự thật này. Và khi mà mở ra thì mình cũng khá là bất ngờ vì cái bộ nồi này nó xuống cấp hơn là bạn nghĩ. Và đi đến quyết định cuối cùng là mình sẽ sử dụng cái bộ nồi đúc khuôn của LRC để mà thử trên xe Vario 160, trải nghiệm coi nó đạt công suất hay không nha các bạn. Chỉ cho khắc phục. Trong thời gian đó thì xe này đi nhiêu cây rồi? 9.000. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nồi. Em quay trực tiếp đi. Bạn nào mở giùm cái yên thôi. Mở cái nồi xe này ra coi. Bữa các bạn nói xe chạy gì ra bốc đầu đốt lớp gì đó để nó mới bị cái hiện tượng là cháy cái nồi, thì giờ thử coi xe này mới 9.000 nè. Vài bữa nữa mua thêm một chiếc mới nữa đập thùng. Chiếc này là mua em học trò nó mua lại là xe cũ. Còn vài bữa nữa mình sẽ mua chiếc mới để mình training luôn. Cho mượn cái T8 đi bạn. Có cái ghế em chỉ ngồi dưới đất lâm dịch quá. Mình mở thử nha. Cái số máy nó nằm đây nha các bạn. Cho nên nhiều người đừng có nhìn cái xe Vario ở đây nó trắng tưởng đâu là xe ống giấy nha, không phải. Cái này là nó dành cho xe đời trước, còn cái này dành đời sau, rồi có đời nó dời lên dời xuống vậy đó, có đời a lắc đóng đây, có đời đóng đây, thì cũng tùy đời nó chỗ đóng thôi. Còn ở đây là cái lọc nhớt nè các bạn. Đó, cái lọc nhớt là động cơ là có hết nha các bạn. Có một cái hộp khác đựng ốc nội nè. Mình có ghi nhận một cái bệnh ở trên này nè là bệnh trào nhớt lên boe. Thì cái xe này chưa có bị, nhưng mà nghe anh em khác nói là xe đi khoảng hơn 10.000 đúng không? Công hả? Xe đó đi nhiêu công? 9.000 là bị trào nhớt hả? Mấy 2.000 mấy là bị rồi hả? Nó trào lên boe hả? Đầy nhớ lên. Hay là mình mở thử xe này có bị không? Xe kia nhìn nó tràn ở đây luôn hả? Vậy là xe đó chắc cái ron nó bị lỗi rồi em à. Ron phố nó lỗi rồi đúng không? Chứ xe này 9.000 mà thấy liền à. Với lại cái dàn ống thông hơi trên nắp đó nó có hệ thống lưỡi gà với đường dít dắt chứ bộ, chứ đâu phải nó ra trực tiếp đâu, nó qua một cái đường sắn chứ bộ. Không, vài bữa đi mình xe kia mới mình rã ra luôn. Xe này 9.000 là cũng tính như xe mới rồi các bạn. Xe này giờ mình mở ra các bạn biết làm gì không? Mình mở ra để mình độ bộ nồi. Mình độ bộ nồi của mình vô. Cái mình review cho anh em coi, sẵn mình sửa cái vụ khóa yên luôn. Mình cho anh em nào ở dưới quê hay anh em ở vùng sâu vùng xa, mấy anh em ít tiếp cận được xe mới á, là mình giới thiệu qua dàn điện luôn, để mai mốt anh em tháo ra anh em không bỡ ngỡ. Còn riêng xe này tôi nói cái này là tốt nha. Cái bát mà cao su này nè, cái đời xe nào mà có mấy cái xe này đi êm lắm á, nhất là cụ thể là B6 đó các bạn. Đi rất là ngon. Bây giờ tại sao mà mình thích đi B6 là vậy á? Ồ, thiết kế ốc nồi này ít ốc hơn. Wow, lại là ron thiết. À, nó cũng như mấy cái đời kia, nó cũng xài ron thiết á. Ron thiết các bạn, xài tấm ron thiết nè. Đạn nó bụi không? Thấy không, cái chuông này khác biệt. Cái chuông này bụi rồi, nó đi đâu? Nó đâu hát bụi đâu. Thấy không? Đó, mà sao làm chuông đặc vậy? Không biết luôn. Có hai cái cây chịu nè, đúng không? Rồi ok. Em khui cái thùng của thầy đồ nghề chuyên dụng đó, có cái cây chịu nồi bắn ra đi. Rồi ok, mình đúng kỹ thuật luôn. Cho mượn cái cần chỉnh lực đi, bắn ra nhưng mà lát xíu vô cho đúng lực luôn. Ok chưa? Để các bạn bắt bẻ, nó sai lực, sai liếc được mệt. Bắn ra thì bắn thoải mái nhưng mà bỏ vô đó mình cứ chỉnh lực. Đó, để các bạn nói nè, chuông nồi nè. Không, mới tin nè. 0.5. Cái gì nữa? 0.5 gram bụi. 0.5 gram bụi nè. Để coi có gì vô nha. Rồi nghe tướng. Tháo ra mình gắn lại độ vô. Trời ơi bụi, mẹ ơi. 9.000 cây. Ủa, cái nó cỏ gì á? Nè, bị cỏ. Cỏ gì á? Wow, wow, cái này tôi không biết à nghe. Cũng lạ lắm à nghe. Chớp chớp, dừng lại chụp cái hình này đi. Chớp chớp chớp. Hôm nay hả? Mới phát hiện luôn. Bấm chụp rồi đó hả? Đã vậy. Rồi. À, cái này thấy rõ ràng nha chủ xe. Bố ba càng thôi mà, với cô lo hai mặt thôi. Rồi. Ok, bộ nồi. Khui. Cho mình một cái cân luôn trọng, quá trời bụi luôn nha. Cho mình mượn cái cân đi bạn ơi. Mình coi cái bi nó zin nó là bao nhiêu gam. Ắt dài bao nhiêu để đo luôn. Đo luôn, lấy cũng biết kiếp đây, ghi lại luôn. Lấy thước kẹp ra luôn. Mày qua đi. Em khui đi. Đó cho coi đủ lời đầu luôn. Cân nè, thước nè. Đó, đủ hết á, khui đi. Rồi nào thích thì lấy về xài đi. Anh em xấu. Thích cái nào rồi cái này coi không nó kiếm ăn của người ta đó, cần nó chưa xịn đâu, ngày mai cho coi cần xịn. Bi 19 gram thấy chưa, tôi đoán mà sao 20 được. 19 gram, 18,9 có nghĩa là mòn rồi. Cái này hốt rồi đi chứ để mất giá đó, thấy người ta cận vàng người ta hay hốt lắm, mất giá. 19 ha, hôm bữa là gặp bi lẻ rồi, bữa nay gặp bi lẻ nữa nè, bi 19 gram, bữa là 17 năm. Đúng rồi, 19 đúng rồi anh Diêm, đúng rồi. Bi 19 gram ác là 493. 493. Rồi 493 nha. Ok. Rồi. Chén bi mã của nó là K2SAHM và nó tên là Chemco. Ủa vậy là nó không phải là SND rồi. Nó là Chemco. Chemco. Hãng mới rồi. K2S. Đúng rồi, tên Chemco rồi. Chemco K2S. K2S. Rồi ok. Rồi, lò xo trụ, bây giờ lấy đồ bắn cái này đi em. 19 gram. Rồi, dẹp này ra đi. Cái này dẹp đi, 19 gram. Mình gắn vào nồi độ vô đi. Rồi cho chủ xe chạy thử. Ủa bữa. Lò xo trụ, lò xo trụ zin 4 ly, 4 ly 1, 4 ly 1. Thôi đâu có tiền đâu mua. 139 139. Rồi ok, 139, 140 đó. Bu ly vẫn là FCC. Bu ly bự với FCC này. Rồi, FCC K2SA. Rồi, vệ sinh. Vệ sinh bu ly. Đây ký bụi nữa là 2 kg. Vệ sinh bu ly. À, bố thì cũng cùi bắp trong vịt luôn rồi, bố này đâu có gì đâu xịn. Rồi, mới chọn đi. Rồi, độ hở bố này chắc cũng chừng 5 ly à. 5 ly. Chắc ở đó 5 ly. Rồi. Ok, chuẩn bị bộ nồi đậu gắn. Nãy quên quay đoạn này, giờ quay full nóng ga. Rồi nhìn nha. Anh em có xe anh em kiểm lại giùm nha, Vario 160. Anh em kiểm giùm ở nhà. Giùm mình, giờ mình sẽ làm cho anh em xem. Hết 123. Rồi. Ở đây. Qua đây. Qua đây, qua đây. Mình mới vừa tháo ra lớp bụi xong, đang trong quá trình vệ sinh cái mình gắn vô, mình chuẩn bị gắn cặp nồi kìa, gắn bộ nồi của mình vô kìa. Thắng quay đi, Thắng quay cái cục bố rồi chuông rồi cho anh giúp anh đấy đó, quay hết đi. Rồi mở đi Dư, bắn ra nè, các bạn có thể nhìn nè, gắn lại nồi zin nha. Rồi mọi người yên tâm là mình gắn zin toàn bộ, giờ mình làm đây là có kiểm chứng rất là nhiều. Anh em ngồi đây anh em học zin không à. cho nên là có sự kiểm chứng đàng hoàng. Đây nội dung nhắn lại đó, chứ nhiều bạn nói xe sao xe 150 chạy 140 mấy không tải, hoặc là 130 mấy không tải, mà xe này 160 chạy có nhiêu đó thôi. Thực ra tốc độ không tải nó không có nói lên vấn đề các bạn, nhưng mà mình đo cho bạn thấy cái việc là tỷ số truyền thôi, còn thực sự thì một lát nữa để chủ xe chạy đi rồi cảm nhận cái vấn đề này ha. Còn cái bộ nồi này vẫn là nồi đúc khuôn của Motorcycles TV, đúc khuôn ha, đây các bạn. Rồi đúc khuôn các bạn, không có móc rãnh bi nha, quay các bạn coi rõ ràng là không có móc rãnh bi gì hết và không có FCC gì đâu đó. Mình đúc khuôn thì mình giờ mình gắn luôn. Thì cái bản này là xài cho SH150 và mình cho xài chung với lại đời 164 van là sẽ xài được bản này luôn các bạn. Thì giờ mình sẽ thực nghiệm trên xe này để xem nó như thế nào. Rồi đây, quay luôn đi đó, lò xo trụ quay luôn cho người ta biết, chỉ cho anh em ta làm nghề để ta nói mình giấu giấu gì. Giấu chi chết có mang theo đầu dốc rồi lắm, thấy không? Đó, nhẹ ra, ok bắn vô rồi, đưa đấy nha mày, nhẹ không? Rồi bắn đi em, chỉnh rồi súng bắn ra bắn vô chơi nha. Ủa ông Vũ ăn gì lẹ vậy? Máy đúng không? Còn có thầy không? Nhám. À. Em ốp với nhám vô cà lê. Dạ. Cái này đi trời. Trời. Tin tưởng gì vậy? Rồi. Rồi lộn. Rồi ok, rồi sắp rồi. Rồi, con nè, cái vô. Ok. Lấy cái đậu này, đậu em hai nè, lợn đúng bài luôn trời, đúng không? Đúng luôn. Không, mình đang kiểm cho nó khoa học luôn. Chỉnh chưa? Chỉnh rồi. Chỉnh nhiều hả? 59. 59 hả? À, cho cây thêm cây dài thôi. Tài liệu đâu, đúng không? Đúng cái này, đúng cái này. Thôi cho mượn đi, tôi không tin ai chứ. Có gì toàn á. Ok, từ từ ngu quá hả? À. 59 xiết ói cơm luôn. Đâu rồi? À, ốc 14 là 59, ốc 12 là 49, còn bắn cái khẩu cái là 54. Rồi ok. Kiếm gì dài cái cho cây nói với bồ ơi. Đấy rồi, đấy ạ. Đấy rồi. Hết rồi. 59. Rồi chỉnh lại 49. Rồi. Lặn lộn. 49. Xe này chắc lấy tiền công hơi cao á. Maximum. Rồi. Chứ để nó khó nó đúng lực rồi, giờ phải làm cho em nó vui chứ. Nồi này rồi bay bổng rồi, nồi này dặn cái là siêu luôn á. Tôi không dám thử thật sự luôn á. Không em có bạn này ghê lắm, có này ghê lắm mà. Đúng rồi. Rồi đó lắm. Đóng máy. Đóng máy. Đóng mấy cái chiếc này. Chủ xe. Chủ xe lớp vô xe đây em. Rồi. Bóp giữ không biết. Bóp ăn trái à. Rồi, tắt máy. Cũng làm đánh mà. Nè, nhìn nè. Ê, đứng đây nha. Chịu phá là quá. Nè. Thấy không? Thấy dấu mực không? Giờ thử hết rồi. Đây rồi. Để thử. Chủ trời thôi kiếm. Rồi. Rồi dặn hết rồi. Cái lưng nó đạp tới cái lóc rồi. Rồi tới đây. Rồi, ok, nó mềm mềm vậy là được nè, không quá cứng, không quá dùng. Lên hết luôn nè, không đâu có còn trống đâu. Hết rồi. Nhìn thấy nó tràn luôn cái lưng dây đụng này luôn mà. Maximum luôn. Còn chỗ nè, rồi quay. Dạ kiếm nào đó rõ cốc cốc này. Quay đồng hồ này. Rồi, từ từ. Coi đứa em không đã. Rồi tay, tay quay ra thử đồng hồ lên. Tại thấy nó lên ghê quá cho nên ốp lại đi. Có gì? 199. Nè. Tụi nó biết, tụi nó biết. Có không? Cái 199 không? Thiếu còn rồi. Giỏ quá. Thiếu còn rồi. Đúng này. Đây. Đúng kỹ thuật đàng hoàng. Không có ẩu được. Ráp vô phải có mắt nhìn. Thiếu là một cái đắng đàng hoàng. Dở à, nãy cái vậy đưa vô đây nô đo luôn đó. Cái đó là chiếc xe đặc biệt từ một chủ nhật đặc biệt. Sao thì bây giờ nhích nhẹ thử nó nha, từ từ nha. Sáng không? Sáng chưa? Sáng. Hả? Chưa sáng rồi. Chưa. Bây giờ nó sáng. Từ từ. Nó đang bị dính cơm rồi, nó bị cơm. Nó gọi đó hả? Nó bị cơm. Thử coi chạy coi mình có vệ sinh dây rồi nó không, hiểu không? Cái chạy thử đi coi nó làm sao. Ống này zin nó vậy luôn hả? Zin đúng rồi. Kiểu đẹp dưới ta. Kiểu dễ bị tuôn đầu quá ca. Nghe theo anh. Kiểu cũng đồ lô quá. Nói câu nào nghe sợ câu đó luôn á trời. Kiểu dễ mở ra dễ bị tuôn đầu á. Bùng đồng quá. Vậy đi. Quả. Đó. Nhướng cái nách. Thấy chưa? Ra không này, dặn là có nhưng mà khác biệt đúng không? Đúng không? Một nó nhẹ hơn. Thử đi, cho anh tôi thử cái đi. Tôi cũng khá bất ngờ khi tôi chạy thử, thật sự rất là bất ngờ. Nhưng mà nghĩa là nước hậu xe này là sẽ hơn rất là nhiều, đúng không? Nếu em chạy em thấy cái lực em có thử chưa? Rồi. Nước hậu còn xe zin á từ 0 lên 60 nó chậm lắm đúng không? Còn giờ dặn cái nó nhóm liền, dặn cái là nó đẩy đi liền luôn rồi. Nào thử coi sao. Y chang cái cảm giác mà em ngồi trên chiếc nợ bế luôn. Vậy hả? Nó đầy ga lắm rồi. Dặn là có vậy. Thì cái đường chạy này theo Yamaha mà. Cái đường chạy của cái đế này y chang Yamaha. Ra cái này là mình gắn trải nghiệm những cái nồi nó đạt hiệu suất với lại nó tiết kiệm xăng, nó giảm rung rần, nhưng mà bản chất xe này thì bạn chủ xe nó là nó không có rung rần. Và mình cũng đang tập trung xe này để training. Thì hiện tại là bộ nồi em thấy mượt không? Quá mượt rồi. Cái lên đầu luôn. Vậy hả? Em nhẹ quá. Yeah. Rồi đó thì video clip này mình chia sẻ về review về bộ điện cũng như là cái cách fix cái lỗi bị kẹt cái khóa yên. Và ngoài ra thì mình cũng muốn trải nghiệm các bộ nồi do Motorcycles TV sản xuất đúc khuôn, và cái bộ nồi này mình sẽ dùng chung cho tất cả những bản SH và những bản 160. Nhưng bản 160 vẽ thắng là mình xài chung một cái bản này luôn, là bản đúc khuôn mình sẽ cho ra thị trường trước. Còn riêng một cái bản 125 những dòng xe kia và 150 thì mình sẽ sản xuất lại, mình đúc khuôn tiếp tục giai đoạn 2. Tại vì cái quá trình sản xuất nó nhiều chi phí cũng như là nó nhiều cái thời gian để mà mình R&D, có nghĩa là nghiên cứu lắm các bạn. Thành ra là cho nên là cái gì cũng phải từ từ theo từng cấp độ. Thì năm nay Motorcycles TV sẽ đẩy mạnh cái mảng training dạy nghề và sản xuất phụ tùng đồ nghề. Còn ngoài ra thì bên mình là mình cũng nói luôn với các bạn fan hâm mộ trên kênh, thì mình không có cái trải nghiệm liên quan tới cái vấn đề đổ xe. Các bạn thấy đây tất cả là xe zin hết toàn bộ, có nghĩa là mình thật ra mình đào tạo á, cái đổ xe nó đòi hỏi cái người thợ có rất là nhiều kiến thức và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì mình chỉ muốn hướng mấy anh em học viên là đi theo xe zin và làm tốt một chiếc xe zin là như vậy là đã mừng lắm rồi các bạn. Còn về cái độ hiệu suất hay là về nâng công suất đồ này nọ thì cái đó nó phải trải qua quá trình rất là lâu năm để làm nghề, tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm. Còn đây là cái đoạn mà chủ xe sau khi làm nồi xong bạn tự lấy xe review và gửi cái video clip này lại cho mình. Thì khúc cuối video clip nó có fail một xíu là do bạn bị dấp cái ổ gà. Còn tốc độ thì nó cứ tăng lên liên tục, thì bạn nói là nó mạnh hơn cũ rất là nhiều lần, và cũng như là nó bốc, nó có nước hậu và ga nó không bị tù. Đó là mô tả của chủ xe. Rồi video clip này mình sẽ kết thúc tại đây. Thì nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh vì xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyện.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.